Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Tehran có thể thay đổi học thuyết hạt nhân nếu Israel tấn công các cơ sở nguyên tử của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Theo báo Financial Times, ngày 10 tháng 10, trong bối cảnh Israel có thể sẽ trả đũa cuộc tấn công tên lửa tuần trước của Iran, ông Rasul Sanaeiraj, cố vấn chính trị của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei mới đây cảnh báo việc tấn công các địa điểm hạt nhân chắc chắn có thể tác động đến các tính toán trong và sau chiến tranh. Ông Sanaeiraj nói với hãng tin Far Iran rằng một số chính khách đã nêu lên khả năng thay đổi chính sách chiến lược hạt nhân của Iran. Hơn nữa, những hành động như vậy, một cuộc tấn công của Israel vào các nhà máy hạt nhân Iran sẽ vượt qua các làn danh đỏ của khu vực và toàn cầu. Tình hình căng thẳng ở Trung Đông đã trở nên nóng hơn sau khi Iran phóng khoảng 200 tên lửa các loại, gồm cả tên lửa siêu vượt âm, vào ba căn cứ xung quanh Tel Aviv và những nơi khác của Israel hôm 1 tháng 10, khẳng định 90% đã đánh trúng mục tiêu. Đây là cuộc tấn công trực tiếp thứ hai của Iran vào Israel sau cuộc tấn công hồi tháng 4 năm nay. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó nói rằng Iran đã phạm sai lầm lớn và sẽ phải trả giá. Nhà lãnh đạo Israel nói, bất kỳ ai tấn công chúng tôi sẽ tấn công họ. Một số người thuộc cánh hữu ở Israel đề nghị chính quyền Thủ tướng Netanyahu nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran. Israel từ lâu đã coi đây là mối đe dọa chiến lược nghiêm trọng nhất đối với mình. Các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng đây sẽ là hành động trả đũa cực đoan. Mỹ đã thúc giục ông Netanyahu tránh nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran hoặc cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này. Các chuyên gia nhận định Israel khó có thể tiến hành các cuộc tấn công thành công vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Các nhà máy hạt nhân chính của Iran được bảo vệ nghiêm ngặt và xây dựng sâu dưới lòng đất. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, các quan chức Iran đã cảnh báo rằng nước này có thể thay đổi học thuyết hạt nhân của mình nếu đối mặt với mối đe dọa sống còn. Tuy nhiên, Iran lại cố tình cho thấy sự mơ hồ, không nói rõ chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo. Ông Sanaeiraj nói, các cơ sở hạt nhân có các quy tắc riêng mà cả hai bên phải cân nhắc trong thời chiến. Ông nói thêm, bất kỳ phản ứng nào từ Iran chắc chắn sẽ phản ánh điều này và có tác động, giống như các cuộc tấn công vào cơ sở dầu khí có thể ảnh hưởng đến an ninh năng lượng khu vực và giá năng lượng toàn cầu. Ám chỉ rằng Iran có thể trả đũa bằng cách nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Israel. Những lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Israel vào Iran xuất hiện sau khi Tehran phóng khoảng 200 tên lửa nhắm vào Israel tối ngày 1 tháng 10. Iran tuyên bố cuộc tấn công đó là nhằm trả thù vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran vào tháng 7 và vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào tháng trước ở Liban. Iran cảnh báo Israel không nên thực hiện bất kỳ bước trả đũa nào vì điều này sẽ chỉ thúc đẩy một loạt các cuộc tấn công tiếp theo. Cho rằng cuộc tấn công tối ngày 1 tháng 10 là hung hăng nhưng không chính xác, Israel tuyên bố sẽ có phản ứng quyết liệt. Đối với cuộc tấn công đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo, cuộc tấn công của chúng tôi vào Iran sẽ chết chóc, chính xác và bất ngờ. Iran sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra hoặc xảy ra như thế nào, họ sẽ chỉ nhìn thấy kết quả. Thưa quý vị, một nguồn tin an ninh Liban nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc không kích của Israel vào trung tâm Beirut đã nhắm vào ít nhất một quan chức cấp cao của Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Ông Wafi Safa, người đứng đầu đơn vị liên lạc và điều phối của Hezbollah, chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan an ninh Liban, đã bị Israel nhắm mục tiêu vào tối ngày 10 tháng 10 nhưng vẫn sống sót. Các cuộc không kích của Israel đã tấn công vào khu dân cư đông đúc, gồm các tòa chung cư và các cửa hàng nhỏ ở trung tâm Beirut. Trước đó, Israel chưa từng tấn công khu vực này, vốn cách xa vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi trụ sở của Hezbollah đã bị Israel ném bom nhiều lần. Israel không đưa ra cảnh báo sơ tán trước các cuộc không kích hôm 10 tháng 10. Đây là cuộc tấn công thảm khốc nhất vào trung tâm Beirut kể từ khi bắt đầu các cuộc giao tranh. Bộ Y tế Liban ghi nhận có 22 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Sau khi Israel giết chết một loạt các quan chức cấp cao của Hezbollah trong những tuần gần đây, bao gồm cả thủ lĩnh cấp cao Hassan Nasrallah, ông Wafi Safa là một trong số ít những nhân vật cấp cao còn sống sót khi các cấp lãnh đạo cao cấp của nhóm này đang chật vật tái tổ chức. Nỗ lực giết ông Safa, người có vai trò kết hợp các vấn đề an ninh và chính trị, đánh dấu việc mở rộng mục tiêu của Israel nhắm vào giới quan chức Hezbollah, trước đây vốn đã tập trung vào các chỉ huy quân sự và các nhà lãnh đạo cấp cao của nhóm. Trong khi đó, quân đội Israel cũng đã ban hành cảnh báo sơ tán mới vào đêm ngày 10 tháng 10 đối với các vùng ngoại ô phía nam của Beirut, bao gồm các tòa nhà cụ thể.
Trước đó trong ngày, Israel đã cảnh báo người dân Liban không được trở về nhà ở phía nam để tránh bị thương do chiến tranh. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết hai nhân viên của họ đã bị thương trong một chiếc xe tăng của Israel bắn vào tháp canh hôm 10 tháng 10 tại trụ sở chính của lực lượng này ở Ras al-Nakura, đâm vào tháp và khiến những người gìn giữ hòa bình này ngã xuống. Sự an toàn của hơn 10.400 nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban đang ngày càng bị đe dọa và các hoạt động hầu như đã dừng lại kể từ cuối tháng 9, theo người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc James Barrier Lacrosse. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc gọi các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Nhà Trắng cho biết Mỹ vô cùng quan ngại trước thông tin lực lượng Israel đã nổ súng vào các vị trí của Liên Hợp Quốc và đang gây sức ép với Israel để cung cấp thông tin chi tiết. Trước đó, ngày 10 tháng 10, các quan chức Ả Rập cho biết Tehran đã gửi cảnh báo tương ứng tới Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Qatar. Chính quyền các nước này được cho là đã thông báo tới Mỹ rằng họ không muốn cung cấp cơ sở hạ tầng quân sự hoặc không phận cho Mỹ và Israel để thực hiện bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran. Nếu vậy, Israel sẽ phải điều máy bay qua Jordani và Iraq hoặc qua Biển Đỏ và xung quanh bán đảo Ả Rập, sử dụng khả năng tiếp nhiên liệu trên không nếu muốn tấn công Iran. Tuần trước, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran tuyên bố, trong trường hợp có sự can thiệp trực tiếp của các nước ủng hộ Israel, bao gồm Mỹ và gây hấn với Iran, các căn cứ và lợi ích của họ ở Trung Đông sẽ đồng thời phải đối mặt với các cuộc tấn công mạnh mẽ. Hôm 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm để thảo luận về kế hoạch tấn công Iran của Israel. Theo truyền thông Mỹ, khoảng cách đã thu hẹp giữa những gì người Israel muốn làm và những gì người Mỹ sẵn sàng để họ làm. Trong khi đó, Reuters hôm 10 tháng 10 đưa tin các nước vùng vịnh đã yêu cầu Mỹ ngăn chặn Israel nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Họ cho rằng điều này sẽ làm gián đoạn cuộc bầu cử Mỹ. Theo Reuters, một số nước Ả Rập ở vịnh Ba Tư đã vận động Mỹ hạn chế Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran vì lo ngại Tehran có thể trả đũa bằng cách tấn công hoạt động sản xuất của họ và làm gián đoạn thị trường toàn cầu. Ngoài ra, Reuters dẫn 3 nguồn tin tiết lộ Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nói với Washington rằng họ sẽ không cho phép máy bay của Israel sử dụng không phận của họ để tấn công. Nguồn tin của cả hai bên cho biết, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman được cho là đã thảo luận về một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 9 tháng 10. Hai quan chức Iran xác nhận Tehran đã cảnh báo Riyadh không giúp đỡ Tel Aviv, đồng thời lưu ý nước này không thể đảm bảo an toàn cho các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út nếu hỗ trợ Israel. Các nguồn tin vùng vịnh nói với Reuters rằng Ả Rập Xê Út, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rất muốn giảm leo thang căng thẳng. Theo một nguồn tin khác ở vùng vịnh, Mỹ sẽ không cho phép cuộc chiến dầu mỏ mở rộng vì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội giành chiến thắng của ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới. Nguồn tin nói, nếu giá dầu tăng lên 120 đô la Mỹ trên một thùng, điều đó sẽ gây tổn hại cho cả nền kinh tế Mỹ và cơ hội tranh cử của bà Harris. Giá dầu thô Brent hiện ở mức 78,10 đô la Mỹ trên một thùng hôm 9 tháng 10. Nhà Trắng không bình luận về những thông tin trên, nhưng xác nhận Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận qua điện thoại về các cuộc tấn công tiềm tàng của Israel. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm trực tiếp kéo dài 30 phút với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 9 tháng 10. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai nhà lãnh đạo sau gần 2 tháng và là dịp để trao đổi về đòn đáp trả đã lên kế hoạch của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre mô tả, cuộc điện đàm này là phần mở rộng của các cuộc thảo luận giữa các quan chức Mỹ và Israel về phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công của Iran. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng đòn đáp trả của Israel phải tương xứng. Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Biden cũng lưu ý nhu cầu giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao ở Gaza và Liban. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới, cả trực tiếp và thông qua các nhóm an ninh quốc gia của họ. Nhà Trắng cho biết thêm về tình hình Gaza, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải đổi mới biện pháp ngoại giao để giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ. Tổng thống Biden cũng thảo luận về tình hình nhân đạo ở Gaza và sự cấp thiết phải khôi phục quyền tiếp cận phía Bắc, bao gồm cả việc khôi phục lại hành lang từ Jordani ngay lập tức. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.